Theo Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh Vĩnh Long, kết quả quan trắc độ mặn tính đến 17 giờ chiều nay tại các điểm đo trên địa bàn tỉnh được ghi nhận ở mức từ 0,2 cho đến 1,6 phần ngàn. Cụ thể, độ mặn đo được tại các trạm thuộc huyện Vũng Liêm, Cống Nàng Âm là 1,6 phần ngàn, tăng 0,6 phần ngàn so với 7 giờ sáng nay. Quế An 0,5 phần ngàn, tăng 0,3 phần ngàn. Ngã tư xã Hiếu Nghĩa 0,6 phần ngàn. Độ mặn tại các trạm thuộc huyện Trà Ôn, Tích Thiện 0,3 phần ngàn, giảm 0,1 phần ngàn, Trà Ôn 0,2 phần ngàn. Các trạm thuộc huyện Long Hồ ghi nhận độ mặn tại Đồng Phú và giảm cái muối xã Bình Quảng Phước là 0,2 phần ngàn. Dự báo trong kỳ triều rằm tháng 2 âm lịch, đỉnh mặn có khả năng xuất hiện vào các ngày 22, 23 tháng 3. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn tỉnh yêu cầu các địa phương tiếp tục theo dõi, cập nhật thông tin về xâm nhập mặn để có phương án ứng phó hiệu quả. Vận hành linh hoạt hiệu quả các công trình thủy lợi, công trình cấp nước sinh hoạt nhằm khai thác sử dụng tối ưu nguồn tài nguyên nước, bảo đảm nước cho sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp.